Công thức cho sự phàn nàn, khám phá đàn bà. K này là knowledge, tức là biết. Ví dụ như này, khi mà mình thấy một đứa nhân viên mà nó nói láo với khách hàng, mình sẽ bảo là hôm nay anh đã nhìn thấy em nói láo với khách hàng. Thì đây là K, tức là thứ mình biết. Bước tiếp theo, nói tiếp theo. F là feel, cảm thấy. Hôm nay anh đã nhìn em nói láo với khách hàng và anh cảm thấy cái hành động đó là không cần thiết. Đấy, mình nói cái điều mình cảm thấy. Và trong cái này anh em có một lưu ý là tách biệt con người với hành động nhé. Lúc nào mình cũng, nếu mà mình nói, mình phàn nàn nói thì mình chỉ nói về cái hành động của nó không tốt thôi. Đừng có nói là con người nó không tốt. Đừng có bảo là tốt nghiệp đại học rồi mà ngu. Tốt nghiệp đại học mà ngu nó không liên quan đến nhau. Đấy, mà chỉ là cái hành động nó của nó ngu thôi. D là do, là bảo nó nên phải làm gì. Lần sau em nên nói với khách về những điều em muốn, hoặc lần sau em nên nhờ một bạn khác vào xử lý cùng em. B là believe, là tin. Anh tin là lần sau em sẽ xử lý tốt hơn. Chứ còn thấy nó làm sai xong rồi cáu loạn lên, xong chửi linh tinh, xong rồi cuối cùng nó hỏi thế thì vậy thì anh muốn gì, nhiều ngại lắm. Thì đây cứ công thức đấy mà áp dụng. Công thức này, công thức khám phá đàn bà. Trong mọi trường hợp đấy, nếu thấy nhân viên của mình làm sai, nếu thấy ai đó làm sai, muốn sửa cho người ta thì cứ nói theo những cái bước này, nói nhẹ nhàng. Đấy, đây là việc gì mà các bạn có thể làm trong 2 phút là xong thì làm luôn. Không nghĩ, không đợi một tí, không để mai. Cứ việc gì mà xử lý được trong 2 phút thì làm luôn. Gọi cho khách, có những cuộc gọi để chốt thì mình cần tư duy nó kỹ hơn một tí để sắp xếp ngôn từ. Nhưng có những cuộc gọi mà nó không quan trọng đến mức độ đấy, mà cái việc của mình là bắt buộc là phải gọi để thúc giục, thì trong đầu mình nó hay sợ, nó hay bảo sắp xếp và từ từ đợi mình sắp xếp kỹ một tí rồi mình gọi. Nhưng mà lúc đấy các bạn tư duy luôn là việc gì làm trong 2 phút là gọi luôn, bốc máy lên gọi luôn, xử lý luôn. Nói những điều mình muốn. Ví dụ ở nhà bố mẹ mình thấy bố uống rượu nhiều ấy, thì mẹ sẽ nói gì? Uống gì mà uống lắm thế? Thì bố sẽ phản hồi lại cái đấy là nói gì mà nói lắm thế. Thay vì thế, cái cách mà nói cái điều mẹ mong muốn, điều mẹ mong muốn ở đây là gì? Uống ít. Cụ thể hơn nữa là anh ơi, anh là trụ cột gia đình, mẹ con em trông cậy hết vào anh. Anh uống 2 chén thôi nha. Thì đấy là nói điều mình mong muốn. Đấy là trong cuộc sống này có rất nhiều thứ mà khi mà mình phản hồi ra là thế giới họ sẽ đáp lại ngay. Cho nên là anh em phải rất rõ ràng về điều mình muốn. Hãy học cách nói những điều mình muốn. Cái nhỏ phản ánh cái lớn, đôi khi cái lớn thì không phản ánh cái gì cả. Một cái chàng trai mà yêu bạn, hứa hẹn rồi thề thốt, rồi lúc nào hẹn đi chơi là đón đúng giờ, ngày sinh nhật quà cáp là không thiếu cái gì, ngày lễ ngày Tết là chăm sóc cẩn thận. Những người đấy phải đàn ông tốt không? Chưa chắc. Vì sao? Thì đấy là những hành động nó có mục đích. Nhưng mà anh em phải để ý những cái hành động mà lúc nó vô thức ấy, thì đấy mới là con người nó. Hay để cách mà nó rót nước cho bố nó, cách mà nó đối xử với em gái nó, cách đối xử với mẹ nó, thì mới biết là ông ấy có chất hay không, phải đàn ông hay không, phải chỗ dựa hay không. Đấy, anh em lưu ý sau này chọn cho mình những chàng trai, những cô gái tuyệt vời. Mà đặc biệt là để ý nhất khi mà họ đối xử với những người mà không có tác dụng đối với họ là nó ra luôn. Ví dụ trong một cuộc nhậu, anh thấy có những bạn chỉ chăm là lên mời sếp rồi, nói chuyện với sếp rất là thân tình, nhiệt tình lắm, đon đả lắm. Nhưng mà khi mà cái người đồng đội, cái người ở nhóm bạn, những người tuyến dưới, những anh em mới vào sang mời rượu những cái người đấy, thì những cái người đấy người ta bơ, kiểu coi như là lời mình nói không giá trị, hoặc là kiểu như là không nghe thấy ấy. Thì những cái hành động nhỏ đấy chính là con người họ. Trong một tập thể thì nó có cái nguyên lý là nguyên lý con ngựa lười. Chị đã nghe câu chuyện này chưa? Nguyên lý con ngựa lười nó là như này. Có 2 con ngựa kéo xe, thì một con nó mới nghĩ là như này: nếu mà mình tỏ ra khỏe mạnh thì ông chủ sẽ bắt mình kéo hàng nhiều lắm. Nên nó giả vờ nó yếu thôi, kéo được ít thôi. Thế là ông chủ mới thấy đúng cái con ngựa này nó kéo được ít thật. Thế là mới mang hết hàng ở bên xe bên này chất sang con ngựa kia. Thế con ngựa này nó mới nghĩ là chết cha về chưa. Đấy, tao bảo mà càng khỏe thì càng phải kéo nhiều. Thế là nó lại càng tỏ ra yếu hơn. Thế là ông chủ lại sang bước hàng của con yếu cho con khỏe thêm, thì con khỏe càng phải kéo thêm nhiều hàng. Thế con yếu càng đắc thắng thì càng giả vờ yếu hơn nữa. Thế là ông chủ mới chất hết hàng sang con khỏe. Thì xong ông ấy thịt con yếu luôn. Ông bảo bây giờ một con cũng kéo được bằng này thì tôi giữ 2 con tôi nuôi làm gì. Thì đấy là nguyên lý con ngựa lười trong kinh doanh. Tức là nếu như mà trong một đội nhóm mà cái vai trò của mình thể hiện ít, mà mình vẫn đang được hưởng thành quả như các anh em,
thì cẩn thận một ngày rồi mình cũng sẽ bị kịp. Đấy, tức là mình luôn có tư duy là mình phải cống hiến thật nhiều. Cho đi không bao giờ kìa, kẻ khôn thì luôn tìm cớ để cho đi, còn kẻ dại thì cứ tìm cớ để lấy về mình. Đấy, các lead ở đây cũng thế, lãnh đạo thế, kể cả các bạn thế. Phải thoáng ra, làm sếp mà ví dụ như là mấy nữa dọn văn phòng mà lại tiếc tiền dọn, xong lại bắt anh em nhân viên dọn đi, thì đấy cũng không xứng làm sếp. Bỏ tiền ra để thuê đội dọn về, anh em nhân viên là chỉ việc là chuyển từ văn phòng này sang văn phòng khác thôi, đi nhẹ tênh thôi. Đấy, làm sếp đừng có tận dụng anh em kiểu thế. Hay là ví dụ đi ở đâu xa xa không chịu bỏ tiền ra đi Grab, cứ gọi nhân viên đến đón. Quen thân thì không sao, vui thì không sao. Nhưng mà nếu nhờ nhiều, bắt người ta đi nhiều, nhân viên mình họ không thích đâu. Và lâu dần họ cũng nhìn ra hết á, à, họ không thích đi cùng mình. Đấy, mình đang cho đi không được, đang mời nó đi taxi không được, còn gọi nó đón. Đấy, anh em làm sao để mình cho đi nhiều nhất nhá, thoáng nhất là, hào sảng nhất là, sợi lời nhất là. Tất cả những cái người bạn mà ngày xưa chơi với anh, mà bây giờ đang làm cùng anh, là hầu như đã được nhận tiền của anh từ trước đó rất lâu rồi. Thì bây giờ họ làm cùng mình, họ cùng mình xây dựng, thì mới có những con người như bây giờ. Yên tâm mà chơi với ai cũng mang lại lãi cho họ, trong mối quan hệ nào cũng mang lại lãi cho họ. Mà luôn tư duy là làm sao để những cái người họ làm với mình, họ được lãi, họ được lợi nhiều nhất. Đấy, các boss cũng tư duy thế. Đừng có bảo là nhân viên các bên khác là chỉ được nhận bằng ngày hoa hồng thôi, nên em cũng trả bên em mà chỉ bằng ngày hoa hồng thôi. Cố gắng làm sao để những cái người theo mình, những cái người bên cạnh mình, họ nhận được nhiều hơn bình thường so với thị trường. Nên là trong mối quan hệ đối tác ấy, thì ví dụ như là một deal đấy là mình được 10 đồng, hai người hợp tác với nhau thì chia đôi mỗi người 5 đồng. Nhưng mình luôn chỉ lấy 4 đồng thôi, còn cho người kia 6 đồng thì họ luôn cảm thấy được lời, và họ lúc nào họ cũng thích làm với mình. Thì sau này sẽ có rất nhiều người 6 đồng đấy thích làm với mình, thì mình lại được nhiều gấp mấy lần 4 đồng đấy. Nên là trong mối quan hệ partner với nhau ấy, mình thì đang vẫn là chia theo đúng công thức, đúng không? Nhưng mà mình luôn hiểu là mình đáng ra chỉ nhận ít hơn bằng này thôi. Ví dụ mình xác định trước là bây giờ mình đang nhận 50% thì thôi, trong đầu mình là nhận 40 thôi. Thì cái 10% kia ấy, nó sẽ vào cái quỹ là quỹ cho đi. Thì nhận tiền xong các bạn sẽ nghĩ là cái 10% này các bạn dùng thế nào để cho đi, để cho những cái người partner của mình, cho những người anh em làm cùng mình, người ta cảm thấy vui vẻ. Đấy, thì lúc đấy thì các bạn sẽ tặng quần, tặng áo, rồi tặng nước hoa, tặng cái nọ cái kia, cảm ơn là vì bạn đã làm cùng tôi. Thì lúc đấy partner lúc nào cũng quý mình, những người hợp tác với mình lúc nào cũng quý mình, đối tác, anh em, đồng đội lúc nào cũng quý mình, thì sau này mình sẽ dễ làm hơn trong mọi việc. Cứ cái gì không có thì mình phải là người tạo ra. Tất cả anh em chiến binh Pan Home hay những anh em khác ngồi đây, khi mà các bạn đến Pan Home á, thì các bạn tư duy cho anh là nếu như ở đây điều gì mà chưa có thì mình sẽ là người tạo ra nó. Ví dụ các bạn rất là thích đá bóng nhưng mà chả thấy công ty có đội bóng gì cả, chả thấy phong trào gì cả, thì mình đứng lên mà kêu gọi, thấy mình chưa được giúp đỡ nhiều, thấy mình chưa được chỉ bảo nhiều, thấy không ai kèm mình, không ai dạy mình gọi khách, thì phải chủ động mà đề xuất với người đưa mình vào này, đề xuất với người giới thiệu mình này, đề xuất với giám đốc kinh doanh này, với trưởng phòng này. Thì đấy là nếu như bạn làm một công việc 4 năm mà bạn không đọc sách thì bạn chỉ có kinh nghiệm 4 năm thôi. Nhưng nếu mà bạn đọc sách của người làm công việc đó thì có khi bạn có 40 năm kinh nghiệm của họ, thậm chí là 400 năm. Nên là phải chịu học đi. Nó là thực tế hơn cả thực tế đấy. Chỉ có điều là khi mà mình đọc mình biết nhiều quá thì mình xem là mình nên dùng cái gì thôi. Nhà phải có kệ sách để sau này cho vợ chồng con cái gì cùng đọc. Anh em lưu ý nhé, là sau này khi mà mình lập gia đình á, mình phải cho những cái người bạn đồng hành của mình á có tư duy cùng tầng với mình. Nếu như các bạn là doanh nhân, mình ra ngoài mình học hành nhiều, mình tham gia các buổi hội thảo, các khóa học, mình đọc rất nhiều sách, nhưng vợ hay chồng của mình không học cùng mình, không đọc cùng mình á, thì có thể 3 năm, 5 năm sau là một người tư duy rất cao rồi, một người tư duy thấp. Một người chỉ ở nhà nội trợ, còn một người ra ngoài học rồi va vấp, là hai tầng tư duy nó lại hoàn toàn khác nhau. Mà đã khác về tầng tư duy là sẽ không ở được với nhau, là xung đột. Cho nên là mình phải có tủ sách, có kệ sách, có giá sách. Mình đọc cái gì phải hướng dẫn người ta đọc cùng, chia sẻ cùng. Kể cả con cái cũng thế. Còn không là sau vài năm sau là nó lệch về mặt tư duy, là tự dưng là cuộc sống không hạnh phúc nữa.
Mà có một số người lại bảo là em học xong rồi về em quên, đi học cũng thế. Các bạn có từng nghe tư duy đấy không? Từng nghe người ta bảo thế không? Không đi học thì đừng kỳ vọng là mình khôn. Tức là có thằng bé đấy, nó bảo với ông nó là ông ơi, cháu thấy cháu đọc nhiều sách nhưng mà đọc xong cháu lại quên. Ông nó mới giải thích cho nó này. Cháu có nhìn thấy cái giỏ than kia không? Bảo dạ cháu có. Bây giờ cháu ra suối, cháu múc nước đầy giỏ than, sau cháu mang về đây cho ông. Đủ 10 giỏ thì ông sẽ giải thích cho cháu. Cái thằng bé nó làm theo. Thì nó cứ ra suối múc nước ấy, múc về được nửa đường ấy thì cái giỏ than nó đan bằng tre. Nó mới có khe hở, nó chảy hết nước. Thì cứ về nhà là hết nước rồi. Nhưng mà nó vẫn kiên trì, nó đi được 10 lần. Nhưng mà về nó chả mang được cho ông nó giọt nước nào vậy. Thì ông nó bảo đấy, cháu nhìn vào giỏ than đi. Tuy là cháu không mang được nước, nhưng mà bởi vì quá trình đi lấy nước của cháu ấy, mà bây giờ cái giỏ nó đã sạch hơn rồi đấy. Thì tức là đầu óc của mình nó cũng như thế. Có thể mình học xong mình lại quên. Có thể đi hàng chục buổi đào tạo, đọc hàng chục cuốn sách, xong chả nhớ gì. Nhưng mà thực tế không phải vậy. Thực tế là mỗi một lần các bạn học ấy, mình lại sáng hơn một tí, mình lại ngộ ra một tí. Nên cứ có cơ hội là học, có cơ hội là đọc, là đầu óc nó sẽ sáng ra. Nó không đen như cái giỏ than nữa. Ngày nắng mà không năng hỏi thì ngày mưa đừng có mượn ô. Tức là cái mối quan hệ nào cần quan hệ là các bạn phải quan hệ trước đi. Phải quan tâm người ta vào, săn sóc người ta vào. Đừng có đợi đến khi mà cần có việc thì mới nhờ. Muộn rồi, xa rồi. Ví dụ trong nhà có một bà bác làm bác sĩ chẳng hạn, thì phải để ý quà cáp rồi mừng tuổi rồi sinh nhật các thứ chúc, rồi thỉnh thoảng ngày lễ ngày Tết gì đấy gọi điện về chúc đi. Từ trước đến giờ chưa giờ làm thì bây giờ làm đi. Làm đi thì khi mà các bạn có việc, các bạn ốm đau ấy, các bạn điện cho họ thì nó rất là thân tình, là mình đã cho đi trước rồi. Nhưng mà chả bao giờ gọi điện hỏi han. Tự dưng có việc lúc đấy ốm lăn đùng ra không nhờ được ai, mới bắt đầu gọi hỏi nhờ người ta tư vấn. Thì lúc đấy tất nhiên là người tốt thì người ta vẫn tư vấn thôi. Nhưng mà nó sẽ không vui bằng cái việc là có mối quan hệ, có mối thân tình từ trước rồi, có những sự trao đổi kết nối từ trước rồi, thì nó vui hơn rất là nhiều. Với tất cả những cái mối quan hệ, đừng kỳ vọng vào những gì mình không làm. Em mong muốn là tháng này em chốt 3 căn, nhưng mà xem thời gian sử dụng điện thoại toàn thế chơi game với lướt TikTok với lướt Facebook rồi. Gọi điện được khoảng 30 phút cho khách. Thì chốt làm sao được 3 căn. Thì kỳ vọng gì vào cái thứ mình không làm đấy. Cứ kỳ vọng là năm 30 tuổi, năm 35 tuổi, năm 40 tuổi mình vẫn khỏe như bây giờ. Không có đâu. Có rèn luyện sức khỏe đâu mà có sức khỏe đấy. Thì muốn có sức khỏe đấy thì bây giờ phải rèn luyện đi. Mình phải làm thì mình mới kỳ vọng. Vấn đề gì mà mọi người kêu ca ấy, thì có thể đấy là cái mà mình kiếm được tiền ấy. Có một câu chuyện như thế này. Ông Richard Branson ấy, ông là một triệu phú người Anh. Ông ấy tạo ra một cái hãng hàng không. Ông ấy tạo ra ở trong một cái buổi tình cờ như này, tức là hôm đấy ông ấy lên đảo thì cái máy bay mà bay đến đảo nó lại bị sự cố, thế là mọi người bị trễ chuyến bay. Thì đa phần các người khác là kêu ca phàn nàn phải làm sao lại không có chuyến, làm sao lại bị trễ, làm thế nào để về, vân vân các kiểu. Thì lúc đấy ông ấy nghĩ ra là thay vì mình phàn nàn thế, tức là ông đeo cái biển ghi vào đây là cho thuê máy bay, thì ông ấy tập hợp được một đội và thuê hẳn một cái máy bay mới đến cái đảo đấy, thế là giải quyết xong việc của mọi người, cũng xong việc của mình luôn đấy. Trong trường hợp đấy, nếu như mà đứng mà phàn nàn mà kêu ca thì cũng đợi như bao người thôi. Anh em là những người kinh doanh thì anh em luôn tư duy là khi mà thấy ở đâu kêu ca, ở đâu phàn nàn, đâu vấn đề thì khả năng là mình kiếm được tiền ở chỗ đấy. Việc của mình là giải quyết cái vấn đề đấy thôi mà. Cho nên là trên thế giới này cảm thông với người khác, cái này của anh Web 5 ngày anh ấy chia sẻ mà sau khi mà nghe xong thì mình cũng ngộ rất là nhiều. Đấy là ngày xưa ấy, anh hay kiểu thế ăn xin đấy, ăn xin là mình ghét, mình nghĩ là có sức khỏe mà không làm, đầy người còn khổ hơn ông, khổ hơn bà ấy, mà người ta vẫn phải đi làm, vẫn phải kiếm tiền, chứ người ta có ngửa tay đi ăn xin là không cho. Nhưng mà sau khi mà anh học được cái tư duy cảm thông này thì anh không còn thấy ghét họ nữa, bởi vì trong ấy nó dạy rằng là cái người mà người ta đang đi ăn xin là cuộc đời người ta đã chịu rất nhiều cái khổ đau, cả ngày người ta phải chịu dày vò, khổ là một chuyện rồi nhưng dày vò về mặt lương tâm, rồi cũng có bao nhiêu người khác cũng nghĩ về họ như mình đang nghĩ về họ. Họ cũng muốn kiếm tiền lắm chứ, họ cũng muốn giàu có mà, họ cũng muốn nỗ lực nhưng họ đang không có cơ hội. Còn chưa chắc là nếu như mà giao cơ hội cho họ, họ đã không chịu làm. Mình được đánh giá phiến diện như thế. Cái việc của mình ấy là ngày hôm nay hãy tạo cho họ một niềm vui. Bạn cứ cho tiền họ đi, biết đâu cái sự khích lệ của bạn ấy lại giúp đỡ được họ. Thế là từ đấy về sau là
anh không thấy ghét ăn xin nữa. Rồi là sau này anh tư duy rộng hơn thì anh biết cảm thông với những người khác. Ví dụ anh em đi gửi xe chẳng hạn, bảo vệ quát mình đấy, nhưng mà anh em cũng phải thấu hiểu cho họ là bây giờ lương thì ít, việc thì vất vả, sao mà có ai để quát đâu, chỉ quát được mỗi mình thôi. Gặp sếp thì run như cầy sấy luôn. Em phải thương họ, cảm thông với họ, đừng trách họ, cười thôi, ban tặng cho họ một nụ cười và làm đúng như những gì họ chỉ đạo. Nếu như mà bạn không biết mình đang đi đâu thì một ngày bạn sẽ đến nơi mà bạn không muốn đến. Tức là nếu như trong cuộc sống này anh em mà không có cái mục tiêu cho mình ấy, thì rồi một ngày thì anh em sẽ không biết là mình sẽ đến đâu cả. Nếu như mà may mắn thì mình đến cái chỗ tốt, còn không may mắn thì mình đến cái chỗ nó không như mình nghĩ. Ví dụ anh em lấy chồng lấy vợ cũng thế, nó cũng phải có những cái nó là tiêu chuẩn trước, thì khi mà anh em chọn thì nó đỡ nhầm hơn. Còn nếu như mà mình không có tiêu chuẩn ấy, thì trong cuộc đời này mình gặp ai thì có khi mình cưới người đấy. Đấy thì là mục tiêu là nó có cái tác dụng đấy. Hiện diện 100%, tức là khi các bạn xuất hiện ở đâu ấy, các bạn đang ở trong cái cuộc trò chuyện, đang trong cuộc vui nào ấy, thì tập trung 100% vào đó. Hay là đang đi học ấy, thì tập trung nguyên 100% vào học thôi. Đừng vừa học, vừa làm việc khác, vừa check Facebook, check Zalo, check TikTok. Hay là nó chưa gấp với cái việc trao đổi với khách hàng nhưng mà cũng cứ xem lại thông tin khách hàng. Thì xin thưa là những cái việc như thế thì nó vừa làm cho là bạn học cũng không hiệu quả, không tập trung. Mà cái việc khác bạn làm nó cũng chẳng ra gì đâu. Chuyên tập cái thói quen là mình đã xuất hiện ở đâu, đã làm việc gì thì mình hiện diện 100% ở đó. Ví dụ hai người đang nói chuyện, ví dụ anh đang nói chuyện với Hải chẳng hạn. Hải đang nói rất say sưa, anh cứ lướt. Ừ, nói đi, cứ trao đổi đi, anh vẫn đang nghe này. Cái thái độ kiểu như thế thì sau này đừng trách là họ không tôn trọng mình. Vì mình có tôn trọng họ đâu, mình có hiện diện 100% đâu. Cho nên các bạn chiến binh làm việc với anh ấy, thì tất cả những khóa họp như này này, nếu như mà không có việc gì quá bận thì sắp xếp để đi học, để hiện diện 100% thì sẽ học hỏi được nhiều nhất. Đấy, đừng vừa học vừa nghịch điện thoại hay là vừa chú tâm các cái khác, là hai việc nó đều không có kết quả tốt. Mực nước chứa trong thùng là nó sẽ phụ thuộc vào cái thanh ngắn nhất. Nó cũng giống như kiểu tài chính của mình ấy, là nó sẽ phụ thuộc vào cái điểm mà mình sẽ bị chi ra nhiều nhất. Ví dụ mà sức khỏe nó yếu thì là anh em sẽ bị ra tiền ở cái đoạn đấy. Cho nên là một mặt trận là mình kiếm nhiều tiền và một mặt trận là mình phải phòng thủ để làm sao mà những cái biến đấy nó tốt, nó không bị phải chi quá nhiều tiền cho những cái đó. Bạn thờ ơ với cái gì là bạn sẽ phải trả giá cho cái đấy. Thờ ơ với sức khỏe là sẽ phải trả giá cho sức khỏe. Anh em phải học cách đón nhận. Ví dụ được khen thì mình phải nói vâng, em cảm ơn anh. Nếu như mình không biết nói gì thêm chỉ nói đơn giản thôi. Còn nhiều người thì người ta không biết nói gì thì người ta lại nói cái câu là ui, anh cứ khen khách sáo, hoặc là thôi anh cứ nói quá, em đâu được như vậy đâu. Nó kiểu thế là kiểu không biết đón nhận. Mình có thể mình khiêm tốn nhưng mà thành ra như thế là mình không phải là người biết đón nhận. Hay ví dụ là khi được cho tiền, nhiều bạn ngại không dám lấy, không dám đón nhận. Thay vì thế mình hãy tư duy à, hôm nay bạn cho tôi rất biết ơn vì điều đó. Ngày sau nếu như có cơ hội tôi sẽ cho bạn gấp 5, gấp 10, tôi sẽ trả lại bạn gấp 5, gấp 10. Thì đấy là tư duy đón nhận. Nhiều người cho tiền không dám nhận thật mà. Không dám nhận sự giúp đỡ của người khác vì sợ là sau này mang ơn phải trả. Tại sao không nghĩ là hôm nay có thể là mình yếu thì mình nhận ơn của họ, sau này mình có cơ hội mình đền cho họ gấp 5, gấp 10, chả sao cả. Đây là doanh nhân phải hội tụ được nhân tài. Phải quy tụ được ấy. Mình phải sống làm sao để anh em muốn đến gần mình. Chứ ví dụ đến ngày sinh nhật mà gọi mời mãi không ai đi là xem lại cách sống nha. Những người thế muốn giàu cũng khó. Doanh nghiệp quan trọng nhất là con người. Bạn làm công việc gì cũng thế, nó vẫn quan trọng nhất là con người. Có những người tuyệt vời làm cùng bạn thì kiểu gì sớm hay muộn thì bạn cũng đạt mục tiêu rồi. Nhưng mà vấn đề là người ta có làm chịu làm cùng mình không ạ? Vấn đề là mình có quy tụ được không ạ? Thế mình phải để ý cái chỉ số đấy, là phải quy tụ được nhân tài. Ví dụ mình đến đâu là anh em nó thích đến đấy.
Chứ ví dụ hôm nay đi nhậu bảo ôi hôm nay anh Đức anh đến đấy, thôi không đi nữa, thế thì buồn lắm. Kế hoạch không bao giờ nói dối, tức là bạn bảo là bạn có mục tiêu chốt 3 căn một tháng gì, thế đưa kế hoạch đây, kế hoạch đâu, không có kế hoạch không triển khai, không có kết quả. Ví dụ ai đó bảo yêu mình ấy, bảo cưới mình ấy, nó bảo kế hoạch đâu, có kế hoạch chưa, không thì không có đâu, mà có thì nó cũng chỉ là may mắn thôi, sơ sẩy thôi. Không chăm sóc khách hàng ấy thì không có khách hàng chốt đâu, không gọi cho khách ấy thì không có khách quan tâm đâu, không đi với đi cà phê với đối tác ấy thì không có đối tác đâu. Trong kinh doanh có một câu là những gì không nói được trước mặt thì đừng có nói sau lưng. Khi mà bạn bình phẩm với ai đó, bạn kể câu chuyện gì đó thì bạn hãy nghĩ là người ta đang ngồi trước mặt mình, người ta nghe đây này. Nếu mà không nói được trước mặt người ta thì đừng có bình phẩm sau lưng họ. Mình phải có tư duy là không nói xấu người khác, không nói xấu sau lưng thì mình mới rèn luyện được ngôn ngữ. Thì lời nói của mình nói ra nó mới cẩn trọng hơn, tốt hơn. Người khác sẽ đánh giá mình cao hơn. Tức khi bạn nói xấu một ai đó thì người ta hiểu rằng là có thể ở một nơi khác bạn cũng nói xấu chính họ như thế. Hoặc là nếu như khi mà cái người mà bạn nói xấu sau lưng ấy, người ta nghe được cái thông tin từ bạn ấy, người ta không còn tôn trọng bạn nữa, không còn thích bạn nữa, cũng ảnh hưởng. Đấy, và có những cái thì mình rất thích nói nhưng mà mình phải nghĩ kỹ là có nên nói hay không. Có một cái câu này để anh em có thể tư duy này. Những cái việc gì mà mình nghĩ là nên nói hay không nói thì tốt nhất là không nói. Còn những việc gì mà mình nghĩ là nên làm hay không làm thì tốt nhất là làm. Đấy, cái đấy là mang ra để tư duy thôi nhá, mang ra để tham khảo thôi nhá, chứ đừng nhất quyết trường hợp nào cũng thế là chết đấy. Có cắm sổ đỏ để tất tay không, anh Đức dạy là không ở được thị uy với người khác kiểu này, kiểu tao là người đưa mày vào đây được thì tao cũng có thể đuổi mày được, đấy là một kiểu thị uy. Hoặc là tao có quyền như này với mày, mà không làm là mày chết với tao. Với khách hàng cũng thế thôi, nếu mà mình thị uy mình bảo là hôm nay mà mày không mua tao bán cho mày, đấy là một dạng thị uy. Nhưng thay vì đó mình phải sắp xếp lại ngôn từ, đúng không? Mình được học trong trong bài chốt đấy là kết thúc gì nhỉ, tối hậu thư, là mình sẽ nói bằng cái ngôn từ nhẹ nhàng hơn, là xin lỗi là nếu như anh chị không mua thì em xin phép được phục vụ anh chị ở dự án khác. Thì trong cuộc sống này nếu mà anh em mình mà thị uy người khác ấy, là người ta rất ghét mình luôn. Hôm nay có thể người ta là lính, người ta là nhân viên mình, người ta đang phải kiếm tiền thì người ta chịu nhịn, chứ nếu như một ngày có cơ hội bằng nhau á là người ta sẽ không hợp tác với mình đâu. Cho nên chỉ nói ở trên góc độ là anh ơi bạn ơi có thể giúp đỡ tớ việc này được không, là nó khác luôn. Khác luôn là nếu mà mày không làm thì tao đuổi. Luôn là niềm hy vọng của người khác. Bạn xuất hiện ở bất cứ cuộc chơi nào, bất cứ tổ chức nào, bất cứ nơi nào, mình luôn phải là niềm hy vọng của người khác. Ví dụ các bạn là một team đang làm khách với nhau thì có phải là những người đồng đội khác trong team rất mong muốn mình chốt được, đúng không? Họ vừa mong muốn họ chốt được và họ cũng mong muốn mình chốt được nữa. Thì anh em hãy cày cuốc, hãy làm sao để bản thân mình phát triển, bản thân mình học hỏi được nhiều nhất, bản thân mình làm nhiều nhất để mình chốt được, để mình mang lại niềm hy vọng cho người khác. Đấy, hay ví dụ trong cuộc nhậu cũng thế. Với mình phải là người khuấy động phong trào, mình phải là người nhiệt tình. Đấy, mình phải là cái người mà người ta luôn nghĩ là cuộc nhậu này là phải có mình nó mới vui. Phải là niềm hy vọng cho người khác. Ở tổ chức nào cũng thế thôi, ở đội bóng cũng thế, cũng luôn phải là niềm hy vọng cho mọi người. Ở công ty cũng thế, cũng phải là luôn là niềm hy vọng, luôn là người mà có thể là chăm khách tốt nhất, có thể là người chốt tốt nhất, có thể là người bao quát được nhất, có thể là người đào tạo giỏi nhất, có thể là người kết nối giỏi nhất. Tư duy này rất là quan trọng để bạn trở thành ai trên cuộc đời này. Các bạn đừng bao giờ để mình rơi vào cái trạng thái là tư duy của nạn nhân. Tư duy nạn nhân là như nào, là nó hay nói rằng là tại môi trường, rồi tại anh, tại chị, tại khách hàng, tại chính phủ, tại chính sách, tại thời tiết, tại mọi thứ. Nhưng mà có một thứ duy nhất là tại mình thì không thể nói. Thế đừng bao giờ để rơi vào tư duy nạn nhân. Tư duy phải chịu đựng. Tại vì nó xấu tính cho nên em làm với nó em khó chịu. Thế mình không cho đi nhiều hơn, mình không nghĩ thoáng lên. Mình bao dung thôi, mình ở tầm ông chủ ấy. Dù mình đến đâu, dù mình ở đâu, dù mình làm gì, làm công việc gì, mình làm với ai, mình hãy luôn nghĩ mình là chủ. Ví dụ nếu mình là chủ, đến công ty, thấy công ty bẩn thì cầm cái chổi lên mà quét. Thấy nó bừa bộn mà dọn được cái nào thì dọn nó gọn vào, thì đấy là chủ. Hay trong một mối quan hệ cũng thế. Ví dụ bạn mình với mình mà đang mâu thuẫn, đang chưa giải quyết được, thì nếu như mình tư duy mình là chủ, còn nó là nhân viên, thì mình sẽ không ngang hàng với nó nữa, không chấp nó nữa, sẽ có thể cho nó được nhiều hơn, thì cuộc sống nó lại nhẹ nhàng hơn. Đấy, hoặc là nghĩ đơn giản là nếu mà trường hợp này, ví dụ là nếu mình là sếp thì mình sẽ làm gì. Hoặc ví dụ bây giờ sếp của mình đang là anh Đức chẳng hạn, thì trường hợp này anh Đức anh sẽ xử lý như nào, có cáu không, có quát không, có sân si không. Đấy, tư duy ông chủ này nó cũng đi kèm với một cái là
Do mother is not here. Hiểu đơn giản là mẹ ở đây đâu. Tức là ngày bé khi mà mình ở nhà ấy, mình ăn xong mình nghĩ ra là mẹ mình hay dọn cho mình. Và lớn rồi ấy, nhiều bạn vẫn có thói quen thế. Dùng lấy cốc nước ở kia, uống xong đặt luôn chỗ mình. Vì ngày bé là nếu như mà các bạn đặt thế là có mẹ các bạn đi dọn. Nhưng mà lớn nó không thế nữa, nó mới sinh ra một cái tính bừa bãi, một cái tính cẩu thả. Cho nên luôn có cái tư duy là mẹ ở đây để dọn cho mày đâu, thì là mình sẽ ngăn nắp. Tức là khi mà mình đụng vào cái đồ gì đó, khi mà mình dùng xong ấy, là mọi thứ nó phải trở về nguyên chỗ cũ. Ví dụ mình đến công ty làm việc, cái ghế nó đã được đẩy sát vào bàn rồi, mình ngồi xuống làm việc xong khi đứng dậy ra về là mình cũng đẩy cái ghế lại vào chỗ cũ. Hay ví dụ khi bạn đến nhà cũng thế, đồ đạc các thứ của người ta nó để như nào ấy, khi các bạn dùng xong, các bạn mượn xong phải trả về đúng như cũ. Mượn xe mượn cộ cũng thế nhá, đổ đầy xăng vào, rửa sạch sẽ đi, thì đấy là mình dùng xong đồ là mình phải trả lại nguyên vẹn cho người ta, thậm chí là nó còn hơn cái mức ban đầu. Phải có tư duy như thế thì sau này mọi thứ, cái cuộc sống của mình nó mới ngăn nắp. Thì đấy ví dụ em gặp một cái khách hàng đấy, em thấy thì bà này trông vừa đen vừa bẩn quê quê này, mà em lại khen là ôi chị đẹp nhỉ, thì mình khen cái lời khen đẹp đấy là mình đang dối trá chính mình, thì người ta cũng lập tức người ta cảm nhận được đấy. Nhưng nếu mà cũng cùng người như thế và em bắt đầu soi kỹ, soi từ ngón chân ngón tay, ví dụ cả người người ta rất xấu nhưng mà bàn tay người ta rất đẹp ấy, thì em khen vào bàn tay thì đúng là bản thân mình thấy đẹp thật, và nó cũng tạo cảm xúc cho người ta thấy à, ở cái đứa bé này nó cũng tinh tế, nó cũng nhìn nhận thật đấy. Hay ví dụ mà mắt người ta không đẹp lắm lại bảo ôi mắt chị sáng gì, mắt chị thì nọ thì kia, là người ta biết ngay là em thảo mai. Đấy, nên là nhìn thấy cái gì đẹp thực sự thì khen, muốn không thảo mai thì cái cảm xúc của mình phải là cảm xúc thực, và mình phải có con mắt nhìn để nhìn ra cái gì nó là đẹp thực của người ta. Chỉ nói khách quan, ít đưa ra ý kiến chủ quan. Nếu như là ý kiến chủ quan ấy thì thường là ý kiến tích cực. Ví dụ anh gặp Hà, anh bảo Hà dạo này gầy thế. Phần chủ quan ở đây mình đưa ra đánh giá ấy, là gầy thế. Đấy là cái phần chủ quan. Thì nhiều khi cái ý kiến chủ quan của mình ấy, nó chạm vào lòng tự ái của người ta. Nó là những thứ mình đánh giá phiến diện, đánh giá chủ quan, nó không đúng. Nên là nhiều khi là mình không được quý, là bởi vì mình cứ hay đưa ra những cái ý kiến chủ quan kiểu như thế. Cho nên trong cuộc sống này đa phần là chỉ nói khách quan thôi. Mà nếu như đưa ra ý kiến chủ quan thì thường là khen. Bài khen thì có trên TikTok rồi đấy. Cái người thành công ấy, theo các bạn là người dễ huấn luyện hay người khó huấn luyện? Có một câu chuyện như này các bạn sẽ gặp rất nhiều ở trong cuộc sống. Tức là có anh võ sĩ, anh thi đấu trên võ đài, thì anh ấy tỏ ra rất là yếu ớt trước đối thủ, chỉ trụ được 30 giây. Thế là có một anh xem TV mới bảo là mẹ như này cũng đòi đi thi đấu, đồ lồ ta đấm phát chết. Thế là mới hẹn thách đấu. Hẹn thách đấu thì cái anh mà hẹn thách đấu đấy thì so với anh ở trên TV thì cũng chỉ được 30 giây. Lý do bởi vì sao? Bởi vì cái người mà đã lên TV rồi ấy là người ta đã được huấn luyện rồi, người ta trải qua nhiều năm rồi, nhiều trận chiến rồi, người ta mới ở vị trí đấy. Cho nên mà khi mà các bạn làm việc gì ấy, thì các bạn hãy hỏi xem là cái đối thủ của mình ấy, họ được huấn luyện chưa, họ được huấn luyện bao nhiêu lâu rồi. Hôm trước có một bạn bảo là em có thể là bán tốt hơn cái bạn kia rất nhiều nếu như mà em tập trung, em xử lý tốt. Anh mới bảo là thực ra thì không bao giờ em bán được hơn bạn ấy, vì bạn ấy là đã có quá trình trải nghiệm rất lâu rồi. Người ta làm 2 năm, 3 năm rồi, người ta đã tiếp hàng trăm, hàng nghìn khách rồi. Mình mới tập tành, mình mới có tiếp được 10, 20 khách. Thì trừ trường hợp bạn là siêu nhân, bạn rất xuất sắc, bạn là thuộc cái lớp mà 0,05% dân số thế giới thì bạn có quyền nghĩ đến mơ đấy. Nhưng mà nếu mà bạn thực tế hơn ấy, thì bạn hãy nhìn là thời gian huấn luyện của mình được bao lâu rồi, mình đã được huấn luyện chưa, mình được đào tạo chưa. Lúc nào cũng phải luôn luôn nhìn nhận là mình đã được trải qua, được huấn luyện chưa, thì các bạn sẽ biết là mình là ai, mình ở đâu. Được huấn luyện này cũng đồng nghĩa các bạn phải hiểu là các bạn phải nhìn nhận bản thân mình ấy, mình có phải là người dễ huấn luyện không. Đốt tiền
ở trong kinh doanh hiểu là như nào, là anh em phải đặt mình vào một cái vị thế và không còn đường lui nữa, không có gì để mất nữa. Có một vị tướng dẫn 1.000 quân lên một cái đảo để chiếm kho báu, nhưng mà lên rồi ấy, thì mới phát hiện ra là trên đảo nó có 10.000 thằng cơ. Bây giờ run lắm về, nhưng mà sau ông tướng ấy ông bảo ấy đốt hết thuyền, bây giờ anh em một là chiến đấu thắng thì mình có kho báu, hai là chỉ có chết rồi không chạy đâu được cả. Sau đó thì đội quân đến nó chiến đấu bằng cái tinh thần không có gì để mất, không có đường lui, thì kết quả là chiếm được kho báu. Thì trong cuộc sống này anh em đôi khi là rơi vào trường hợp đấy cũng thế thôi. Và đối với một số người ấy, còn đường lùi là người ta sẽ lùi, nên là đốt thuyền nó là hiệu quả nhất. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là gì anh em? 7. Đấy đâu ra mãi mãi. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là duy trì nhá. Thị trường thay đổi, chính phủ thay đổi, con người thay đổi, đối thủ cạnh tranh thay đổi, khách hàng thay đổi, không có lấy đâu ra mà mãi mãi đâu. Ngừng cố gắng cái là biết mùi ngay. Mình đang có thành tựu gì rồi thì duy trì nó, đẩy mạnh nó hơn. Mình nghĩ là bây giờ mình tư vấn giỏi rồi, mình chốt giỏi rồi, mình đừng nghĩ đấy là mãi mãi, không mãi mãi thế đâu. Lại có những bạn siêu khác, bạn chốt giỏi hơn, lại có những công cụ mới giúp người ta chăm khách tốt hơn. Có những người làm từ cái thời 25, 26 ấy, thì đúng là cái thời đấy mà về marketing bất động sản nó chưa phát triển. Có khi là đứng ở dự án thôi là một ngày cũng có 5-7 khách đến hỏi. Cái thời đấy là không cần chạy quảng cáo. Có khi là đi phát tờ rơi bừa đường thôi cũng có khách. Có khi là treo cái phướn lên ở cây thôi là cũng có người ta điện cho. Đấy, và có những người mà người ta là super sale thời đấy, người ta cứ tự tin là người ta tư vấn tốt, người ta không chịu học hỏi. Người ta tưởng đẳng cấp đấy nó là mãi mãi. Nhưng mà sau đấy bây giờ mọi thứ nó phát triển rất là nhanh. Đứng ở nhà mẫu thì bây giờ không có khách nữa đâu. Không bằng một cái người mà bỏ ra 100, 200 triệu một tháng người ta chạy quảng cáo đâu. Đôi khi không cần chốt khách tự gọi. Nên đấy nha, vẫn nhắc các bạn là phong độ là nhất thời, đẳng cấp là duy trì nhá. Trở ngại lớn nhất của thành công ngày mai là thành công của ngày hôm nay. Các bạn cứ nhớ cái lúc mà mình mới đi làm. Cái này anh chia sẻ thì nó sẽ hợp với những cái bạn mà các bạn đã làm được một thời gian rồi. Thì ngày xưa khi mà anh vào công ty ấy, thì sếp cũ của anh là nhắc anh một điều à: Đức ơi, anh thấy mày chăm chỉ, nhưng mà anh chỉ sợ khi có tiền thì mày không chăm. Và câu chuyện nó đúng như những gì mà người ta trải qua, người ta đã nhìn nhận rõ. Anh em ở đây này, những bạn sale ở đây này, khi mà mình bắt đầu kiếm được tiền, bắt đầu thấy trong tài khoản có 100-200 triệu, anh em để ý cái thời điểm đấy chính là thời điểm mà mình sống cẩu thả hơn, mình lười biếng hơn, mình cho phép mình có thể ngủ dậy muộn hơn một tí, mình cho phép mình có thể ngừng cố gắng hơn một tí. Nhưng đấy là chính là cái điểm mà mình đi xuống ấy. Nên mà khi mà các bạn mà đạt được điều gì ấy rồi ấy, các bạn quên nó đi. Cái thành công, cái kết quả của ngày hôm nay ấy, nó phản ánh cái nỗ lực của ngày hôm qua. Còn bạn muốn có kết quả ngày mai thì bạn phải nỗ lực từ ngày hôm nay. Cho nên ngày hôm nay mà bạn đã đạt được kết quả tốt rồi thì bạn bỏ qua đi, coi như là khởi động lại từ đầu đi. Nên hôm trước khi mà ở ngoài quán thì anh mới nói với đội nào, đội kinh doanh 1. Nói chung là mình ít kinh nghiệm hơn người khác, ít tiền hơn người khác, ít mối quan hệ hơn người khác, ít hiểu biết hơn người khác. Thì chỉ có một cách, đấy là mình phải làm việc nhiều giờ hơn người khác. Em học đại học không? Không có. Ví dụ bất kể một môn nào đấy thì luôn có là 20% kiến thức là quan trọng nhất. Và 20% kiến thức đó sẽ nằm trong 80% số điểm của bài thi. Tức là nếu mà người nào tinh ý là chỉ tập trung vào học 20% số kiến thức đó thôi, chứ không phải học hết cả quyển sách cũng đã được 80% số điểm. Thế có muốn biết 20% kiến thức đấy ở đâu không? Ở đâu mà? Nó đề thi của năm ngoái. Đúng rồi, chẳng nhận thế. Lúc thi toàn môn là cái đề năm ngoái. Đúng rồi, không cần học hết quyển đâu, học đúng cái đề năm ngoái. Trong quá trình nhận người nó toàn khối đầu tiên. Chẳng như đấy là... Thì đấy, cứ gần 80-20 thôi như thế. Nên khi mà em đi làm sẽ có 20% công việc nó tạo ra 80% thu nhập. Thì phải biết 20% việc đó là việc gì, tập trung vào việc đó. Để trong mọi thứ này là quy luật 80-20. Doanh nhân là phải biết sống sang, sống sành điệu. Doanh nhân là những người làm dịch vụ nhá. Mình làm dịch vụ thì tức là mình phải mang đến những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng. Thì thứ nhất là các bạn cũng phải trở thành khách hàng của những cái đơn vị mà người ta phục vụ dịch vụ nó tuyệt vời, thì mình mới biết cách là phục vụ người khác tuyệt vời. Nên là bình thường ở nhà này, ở phòng trọ cũng được, 2-3 triệu một tháng được. Nhưng mà đã đi du lịch ấy, cứ chui vào làm sao mà ở 1-2 hôm cũng được. Nhưng mà phải thử, phải trải nghiệm, các bạn mới biết là cuộc sống nó sướng như nào. Rồi là cái dịch vụ nó đẳng cấp thì thực ra nó là như nào. Mình không dùng những cái dịch vụ đẳng cấp ấy, thì mình không biết thế nào là đẳng cấp luôn. Chỉ có là mình trải nghiệm thì mới biết là những cái quy trình như thế, biết là mình đáng là mình phải được hưởng những cái dịch vụ như thế. Còn nếu như mình tiết tiền, mình chỉ đi con xe rẻ rẻ thôi, hoặc ở cái nhà bình thường thôi, thì không bao giờ mình hiểu được những cái dịch vụ. Ví dụ anh ở rất là nhiều chung cư, đến bây giờ thì cái đẹp nhất nó vẫn là cái Time City. Ở đấy thì công nhận là đắt, nhưng mà nhá, bước vào hầm là không bao giờ hôi, lên thang máy lúc nào cũng sạch sẽ. Vào trong nhà ấy, ở trong nhà ấy, mà có gặp vấn đề gì cái gọi cái là bảo vệ nó lên ngay. Rồi là ví dụ những cái dịch vụ như kiểu là muốn ăn phở hay là muốn ăn đồ ăn gì, gọi cái nó bưng đến cửa.
toàn đồ ngon thôi. Đấy, còn những cái chung cư mà bình thường khác tầm khoảng ví dụ như kiểu Goldmark này là xuống hầm hôi lắm, ở ông chán, giặt quần áo suốt ngày mất, vòi hoa sen các thứ thì yếu. Nhưng mà nếu mà mình mà không được trải nghiệm ở những cái chỗ sang ấy thì mình thấy thấy thế cũng được, sống thế là sướng mà. Đúng không Phúc? Đấy, nên là phải dùng những đồ sang, đồ sành điệu nhiều vào thì anh em sẽ học được cách làm dịch vụ. Sau này mình xây dựng những cái sản phẩm dịch vụ cho khách hàng thì mình cũng biết như thế nào là sướng. Thời lợi trời cởi mệnh cho, bo bo trời co mệnh lại. Ý tức là những cái người mà hào sảng, những cái người mà cho đi nhiều ấy thì hay được may mắn, hay được giúp đỡ. Còn những cái người mà cứ vơ về mình ấy, đòi nhận hết ấy, không muốn cho ai bao giờ ấy, thì khó phát triển lắm. Ngày xưa từ cái thời mà anh mới đi làm với các bạn này, xong là hồi đấy Sơn tổng giám đốc bây giờ điện anh hỏi là, hồi đấy Sơn đang làm ngân hàng trên Hòa Bình, anh thì đang làm sale này, thì Sơn điện là thế có lo được cho bạn không để bạn xuống. Anh bảo được, cứ xuống đây. Thế là cái ngày Sơn xuống là anh thuê căn đẹp nhất ở Time City, lúc đấy là mới nhất, đẹp nhất, đắt nhất. Thời hồi đấy là đã thuê 14 triệu rưỡi một tháng, cả phí dịch vụ thứ nó vào 15 triệu. Thanh toán 6+1, tức là ra đi luôn hơn 100 triệu. Mà tổng tài sản mình lúc đấy có mấy chục, 70-80, phải đi vay thêm để cho nó đủ tiền cọc để ở được nhà. Bởi vì mình nghĩ là bạn mình xuống là mình phải cho bạn mình cái nhà đẹp. Và lúc đấy Sơn có bảo là cái nhà hết bao nhiêu thì để cùng nhau chia. Thì anh cứ bảo là không cần chia, lúc nào bán được hàng thì tính. Thì lúc đấy kiểu mình cho đi thế xong mình cảm thấy mình rất là tự hào. Anh cũng có vẻ là đại ca một tí, rất tự hào. Nhưng mà sau này anh nghe được một câu chuyện khác, là bên khác có một chị, là chị là con gái cơ, chị hơn anh 1 tuổi, nhưng mà chị thuê một cái nhà 12 tầng cho tất cả anh em ở quê xuống ở, không lấy một đồng nào. Và cái chị mà thuê nhà đấy bây giờ chị sở hữu một công ty mà 20.000 nhân sự, tức là sức mạnh cho đi càng lớn thì sau này nhận được càng nhiều. Ai làm gì cũng có mục đích hết, ai ở thế giới này cũng là người thực dụng hết. Nhưng mà có những người thực dụng ngu đần và những người thực dụng thông minh. Những người thực dụng ngu đần là gì? Là những người tư duy là chỉ vì mình thôi. Còn những người thông minh ấy, là những người hiểu là mình muốn vì mình ấy, nhưng mà mình phải vì người khác trước, phải giúp đỡ người khác, sau đó người khác sẽ quay lại giúp đỡ mình. Phải chia sẻ cho người khác, sau đó người khác sẽ chia sẻ cho mình. Thế nên đừng chỉ bo bo về mình. Thì đấy là thực dụng thông minh. Thế nào là tự do? Cấp độ thấp nhất ấy là thích làm gì thì làm. Đẳng cấp cao nhất ấy là không thích làm gì thì không làm. Bộ óc của một nhà bác học còn không bằng mẩu bút chì cùn. Tức là các bạn tưởng là đầu mình rất là siêu, có thể nhớ được hết, nhưng thực tế nó không nhớ được nhiều đâu. Có thể những ý tưởng hôm nay các bạn vừa nghĩ qua đầu, các bạn nghĩ nó rất là tuyệt vời, nhưng mà 3 ngày nữa, 5 ngày nữa các bạn chả nhớ là mình nghĩ gì đâu. Cho nên phải có sổ bút, cái gì ghi được là ghi ra luôn. Mà tất cả những tư duy của mình ấy, khi mà mình ghi được xuống vở ấy, thì nó mới rõ ràng. Cứ ghi ra là mọi thứ nó rõ ràng hết. Cái gì khó nghĩ, cái gì phân vân, cứ ghi xuống. Cứ băn khoăn là không biết là mình có nên là tiếp tục làm sale không, hay là mình sang mình làm admin chẳng hạn, thì cứ viết xuống giấy kẻ bảng được mất ra. Làm admin thì được gì mà làm sale thì được gì, là rõ luôn. Thói quen quan trọng hơn kết quả. Năm thứ nhất anh học đại học ấy, thì kiểu mình cố gắng cả 12 năm rồi mà sau khi vào đại học thì mình rất là thỏa mãn. Bởi vì lúc học lớp 12 ấy, thì mọi người cũng hay bảo với nhau rằng là cố lên đi thi xong đại học rồi chơi thoải mái. Anh em ở đây có được nghe tư duy đấy không? Có bảo nhau tư duy không?
xong là mình vào cái năm nhất ấy, mình cũng chơi cho nó thoải mái luôn. Chơi cho nó thoải mái thì là kết quả là khi mà thi cuối kỳ anh Toàn được 4-5 điểm, nhưng mà qua hết môn. Trong khi đó cái thằng bạn anh nó ở cùng phòng với anh ấy, nó học rất là chăm chỉ, thì nó lại bị trượt mất mấy môn. Thì mình mới cười, mình bảo đấy học lắm thì cũng trượt thôi đấy. Nhưng mà nó bảo anh ấy là ông trời không phụ người có công đâu. Đến bây giờ anh vẫn nhớ câu đấy. Và kết quả là kỳ sau anh từ 4 năm là nó rớt xuống là 3 phẩy mấy, là trượt mấy môn, còn nó không trượt nữa. Kỳ sau nữa thì anh cũng vẫn trượt vài môn và lúc đấy nó học bỏ. Cái câu chuyện ở đây anh muốn nói với anh em ấy là có thể cái kết quả mình đạt được ấy, nó là may mắn. Anh em mình đừng tự hào. Cái thói quen để nó tạo ra cái kết quả đấy nó mới là quan trọng. Có thể hôm nay các bạn bán được nhiều, doanh số các bạn cao, nhưng mà các bạn nhìn lại xem là có thực sự là mình xứng đáng với cái doanh số đấy không? Hay là nó may mắn là do dự án tốt, do thị trường tốt, do người khác hỗ trợ, do đội chủ đầu tư nó làm tốt, do đơn vị bán hàng nó phát triển sản phẩm quá ngon. Rồi anh sợ nhất là những cái bạn mà mới vào công ty ấy, mà có giao dịch luôn, thì nó nằm trong hai trường hợp. Một là đấy thực sự là super sale, học rất là nhanh, sau này trở thành những người mà nổi bật. Nhưng nó cũng có trường hợp đấy là cái trường hợp mà may mắn đạt được. Thì cái trường hợp may mắn đạt được đấy và người ta vẫn làm với cái cách người ta vật vờ, người ta làm có một xíu thôi, thì rồi kết quả 1-2-3 tháng sau là thấy rõ luôn. Thì đấy anh muốn nhắc các bạn là thà là ngu hẳn thì để người ta thương còn hơn dở dở ương ương thì người ta ghét. Tức là khi bạn đến một nơi mới, một tổ chức mới, thì hãy mang một cái tâm thái chiếc ly rỗng. Chiếc ly rỗng là chiếc ly không có nước, và khi người khác đổ nước vào đó thì bạn sẽ nhận được trọn vẹn lượng nước đó. Còn nếu như trong cái ly ấy, đã là có nước sẵn như này này, nếu như bây giờ bạn mang một cái ly có nước sẵn, ví dụ đến làm việc tại Panhome mang một chiếc ly có nước sẵn như này, nhưng mà anh lại rót vào đây nó là Coca chẳng hạn, thì đây nó thành một cái nước mà không phải nước lọc cũng không phải Coca, không uống được. Và có một cái từ mà anh đã bảo các bạn là nhất định cuộc đời này phải bỏ đi, đừng bao giờ nói đến nó, đừng bao giờ dùng nó nữa ấy. Đấy là từ gì nhỉ? Tôi biết rồi. Từ đấy được thay bằng từ gì anh em? Ơi. Ví dụ anh chị đang định đào tạo cho bạn một cái cách làm khách mới, cái này em biết rồi, em cũng làm theo chị rồi, em làm theo anh rồi, em làm từ trước khi anh bảo. Nếu mà như thế thì sau này các bạn không được dạy nữa, không ai muốn dạy nữa đâu. Người ta không muốn đào tạo thì mình rất là khó phát triển. Cái ông mà không làm được gì mà mặt cứ vênh lên tinh tướng thì xong bảo là em là phải làm theo cách của em, loại đấy là vo tròn bóp méo rồi nó là cục đất sét thôi. Ví dụ gặp một cái vấn đề đấy rõ ràng là mình cũng đã biết rồi, mà người ta hỏi là em biết vấn đề này chưa, thì mình cứ khiêm tốn mình trả lời rằng là vấn đề này em cũng đã được nghe nhưng mà em chưa hiểu lắm, thì anh có thể chia sẻ thêm để em hiểu hơn đấy. Bởi vì có khi người ta dạy mình lại học được cái mới, hoặc là kết hợp với những điều mình đã biết thì mình lại học được cái mới. Có câu là từ gì một chạm, những bạn ở Panhome lâu thì đã được biết hết rồi. Đây anh đang cần viết cái này, cho anh mượn cái bút. Thì người bình thường là chỉ đưa cái bút không thôi. Còn nếu mà học tư duy một chạm rồi thì sẽ biết là bấm cái đầu bút lên để viết được luôn. Đồng thời là đưa cái phần mà người ta cầm được ấy quay lại. Là khi mà người ta cầm vào bút là người ta không phải xoay lại nữa, người ta không phải bấm nữa, mà người ta viết được luôn. Thì đấy là tư duy một chạm. Cái này áp dụng cho khách hàng ấy, cái này cực kỳ quan trọng. Khi mình áp dụng cho khách hàng ấy, anh ơi anh cọc đi, cái đội mà được học tư duy một chạm rồi ấy, nó sẽ biết là anh ơi anh cọc đi. Có nghĩa nó hiểu là nếu như khách muốn cọc ấy, thì bây giờ khách cần tài khoản, cần số tài khoản, cần nội dung chuyển tiền, cần số tiền. Thế là cóp tất những cái đấy là gửi sang cho khách, thì khách chỉ việc cóp vào xong gửi cho mình thôi, khách không phải nghĩ nữa. Thì đấy là một chạm. Đấy, ngày xưa anh còn hay phải chuyển tiền ấy, các bạn cứ giục là anh ơi anh chuyển tiền cho em. Thì ông nào mà tư duy một chạm ấy,
mà ghi luôn cho anh là số tài khoản này, số tiền này, nội dung anh chỉ việc copy rồi anh dán vào thì là tí cái anh nhận được tiền ngay. Còn nếu mà không ghi thì là nửa ngày, có khi một ngày, có khi bận quên, nhưng mấy ngày nữa mới chuyển. Thì anh em biết cái tư duy một chạm đấy thì sau rồi thế mà dùng. Dùng được cái tư duy một chạm này là đảm bảo là sẽ được đánh giá là tinh tế, là chu đáo, là lịch sự. I want tức là tôi muốn con người mình ấy kết nối với thế giới này này, với cuộc sống này, này qua những thứ mà mình phát ngôn ra thế giới. Ví dụ lúc mới đẻ ra thì khi mà mình khóc là bố mẹ biết là cho bú, thì đấy là một cách mình phát ngôn ra thế giới, mình đưa thông điệp ra thế giới và thế giới nó phản hồi cái thông điệp của mình. Mà con người ta không có được gì từ thế giới là bởi vì họ không rõ ràng về điều họ muốn, họ không biết đưa ra những cái hành động họ muốn, hoặc họ không biết phát ngôn ra những cái ngôn từ mà họ muốn từ thế giới, cho nên là họ không nhận được những cái điều họ mong muốn. Anh em luôn hướng tới là mình sẽ nói là cái điều mình muốn để thế giới nó phản hồi lại mình, nó mang lại mình những cái giá trị đó. Ví dụ sếp hay bảo là đừng có đi trễ nhá, thì đấy không phải là không phải thực sự là điều sếp muốn. Điều muốn thực sự ở đây này là đi đúng giờ nhá, đi đúng 9 giờ nhá, đúng 9 giờ có mặt nhá, hoặc là 8 giờ 50 có mặt nhá, thì đấy là thông điệp đúng, đấy là phát ngôn ra điều mình mong muốn, thì đấy là văn hóa I want.